đổ bê tông mặt dầm móng. Đang đây hình ảnh cái căn nhà nó tôn màu lâu nên là đây thì vài tháng nữa sẽ không hoàn toàn thay thế một căn nhà ngang giang đẹp đẽ. Đây đang là thi công công trình nền tảng móng. Các con ở xa đến nhà lại đây yên tâm rằng mặt móng là 30-60, chân đế là 1m20 này để hốt anh em thở ra đây là không khí thật đầm rồi. Kết rất là ủng hộ, lúc trưa kiểu là bão rông nhưng mà qua rồi không có tí mưa nào và rất mát. Xi măng Thăng Long mang 400. Hiếu ơi, Hiếu này chào sáng cái nào Hiếu ơi. Chào sáng. Rất đẹp, chưa lấy sấm chớp kiểu cơn rông mưa to đến bây giờ thì phải biết ủng hộ. Đây là đồng chí Nhi chuyên gia cung cấp cái vật liệu đây chưa nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy ổ ngắn hết thôi. Thank you.